là trên đường dọc bên kia là Hồ Hoàn Kiếm, và anh Thành sẽ chỉ cái kinh nghiệm làm sao mà đi qua đường được với một cái đường phố mà đông đúc như thế này. Đó, thì anh đây là anh Thành, một thanh niên lớn lên ở Hà Nội và đi theo đoàn của chúng tôi. Bây giờ anh Thành, bây giờ hướng dẫn làm sao mà mình từ đây mình đi qua bên kia đường mà với một cái dòng xe chạy như thế này, không có đèn, không có người hướng dẫn để mình đi qua thì là... Bây giờ mình nói lý thuyết trước xong rồi thực hành sau. Dạ vâng. Thực ra đường nhìn thì đông thôi nhưng mà đi xe cũng tương đối trật tự và họ cũng rất chú ý. Nên phải nhà mình đi quen, cứ đi qua từ từ và có thể giơ tay làm kiến thiệp. À, giơ tay. À. Để cho họ có thể nhận biết được mình thôi. À. Chứ trông thì họ đi cũng rất là chậm rãi, nên cũng nói chung là cũng không có gì nguy hiểm quá đâu. À, nếu mà chưa quen thì nhìn nó, nhưng mà cái dòng xe nó cứ chạy tới mình như thế này thì làm sao mà mình biết được? Mình đi từ từ và mình sẽ giơ tay. À, và chúng ta đang thấy những ông tay với bà tay đi qua một cách như vậy, họ sẽ phải đi chậm lại. À vâng, đi chậm lại là phải hỏi cảnh gì. Nếu mà đây không phải đường cao tốc, nếu mà đường cao tốc thì có lẽ là nguy hiểm. Rồi bây giờ chúng ta làm, bây giờ là hai người làm một cái thực hành để cứ đi trước đi rồi tôi nói. Đây là cách thức đi qua đường ở Việt Nam. Và hai người đã đi qua bên đường bên kia một cách an toàn, không xây xát gì cả. Bây giờ chúng tôi đành phải đi một mình. Cái đợt tôi không gửi nhau.